cho quý vị khán giả thân thương cũng như chị Hề của cuộc chia ly. Thưa quý vị, xin được bắt đầu phát sóng trực tiếp chương trình số 131 Luôn có một nơi để trở về. Thưa quý vị, quê hương là mảnh đất mà nơi ông bà, cha mẹ, người thân sinh sống, nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi một người. Việt Nam này là quê hương của những người vừa mới đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày hôm kia, và nơi họ được sinh ra, được lớn lên, đi học, đi làm. Thế mà tối hôm qua khi mà họ trở về thì họ có vẻ bơ vơ và không có người thân nào ra đón. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng thương cảm. Cả hai người đều về Việt Nam để tìm gia đình, tìm anh chị em ruột thịt. Họ đã sống 45 năm không có người thân thích ở một xứ sở khác, không phải là quê hương. Thưa quý vị, đất lạ có thể trở thành quê hương, nhưng mà quê hương thì không thể nào trở thành đất lạ cho được. Hôm nay, nhất định là trong một tiếng, một giờ đồng hồ của chương trình trực tiếp sắp tới, thì họ sẽ được gặp lại người thân của mình. Thưa quý vị, bà Lê Thị Hưng ra đi vào tháng 4 năm 1975 theo chồng về Philippines. Năm ngoái thì bà và người con gái Úc là chị Raquel đã về Việt Nam một lần. Và đây là lần thứ hai mà hai mẹ con của bà trở về Việt Nam để tham dự như chị Hề có cuộc chia ly. Và ông Lâm Công Hậu, ông rời Việt Nam vào đúng buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và đây là lần đầu tiên ông trở về Việt Nam sau 45 năm. Lần đầu tiên trở về theo lời gọi của như chị Hề có cuộc chia ly. Và ông cũng đi cùng. Bà Thái Thị Hà. Dạ, chào chị. Vâng, xin chào anh chị. Có thể gọi anh Hậu là một trong những nhân chứng lịch sử đấy ạ. Đúng không? Vâng, anh đã có mặt ở Dinh Độc Lập vào đúng cái thời điểm mà hai chiếc xe tăng tiến vào dinh, đúng không ạ? Đúng, dạ. Dạ, anh có thể mô tả được cái thời điểm đó không? Lúc ấy thì Sài Gòn nó như thế nào? Sài Gòn 1975 thì lúc đó thì đứng trước dinh Độc Lập đó thì thấy hai chiếc xăng xong rồi cái thì đi ra ngoài sông Bạch Đằng. Rồi trên đường sông Bạch Đằng thì gia đình thì ở đường Minh Phụng quận 11. Rồi gia đình ba má với em thì đi về nhà ngoại ở đường Tông Đảng. Rồi, và thời điểm đó là anh đi cái gì sang, anh đi sang thì sau đó đi xuống sông Bạch Đằng. Rồi mọi người đã đi hết rồi thì vô tình có người nói là đi xuống bên Rồng. Bến Nhà Rồng. Thì đến đó thì có một chiếc tàu cuối cùng thì mình chỉ lên thôi thì họ chở mình đi. Vậy là lúc đó là cái thời điểm nó quãng độ gần 12 giờ trưa của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và trên cảng Nhà Rồng là chỉ còn có một chiếc tàu đi thôi ạ? Một chiếc tàu đi thôi. Cái tàu đấy anh có nhớ tên nó là gì không? Không, tàu này là chủ là người Đức. Thì ra họ chỉ về rước gia đình họ, mình vô tình mình gặp họ thì mình đi lên với họ thôi. Thì họ... Lúc ấy thì trên bến có không còn tàu nào nữa? Tất cả đi rồi? Tất cả đi hết. Chỉ còn một chiếc tàu nhưng mà họ không có chạy, chỉ nằm ngay bên sông Bạch Đằng thôi. Dạ, đấy là lúc anh ra đi đấy. Dạ. Theo thống kê của Mỹ, 138.869 người Việt đã được hỗ trợ di tản khỏi Việt Nam vào những ngày tháng 4 năm 1975 thông qua các chiến dịch gió lốc Baby Leaf cùng các chuyến trực thăng vận và tàu chiến tàu dân sự Việt Nam Cộng Hòa. Ông Lâm Công Hậu, bà Lê Thị Hưng chỉ là hai trong số 14 vạn người đã rời quê hương trong tháng 4 năm 1975 đó. Không nói đến các cách suy diễn chính trị, ra đi thực sự là đau xót cho những người đi và cho cả đất nước. Ai có thể dứt lòng? Cùng trưa ngày 30 tháng 4 đó, tàu Việt Nam Thương Tín chở 600 người đi, đến được đảo Guam rồi, sau 5 tháng lại làm nhiệm vụ chở 1.600 người Việt trở về. Họ đã ra đi, lại đấu tranh để trở về quê nhà cho bằng được. Sự kiện này được diễn giải nhiều cách khác nhau, nhưng không một phía nào phủ nhận được rằng tha hương không bao giờ là một sự lựa chọn. Trên hết, với mỗi con người là ruột thịt và quê hương. Vâng, khi mà riêng đối với ông Hậu, khi mà anh ra đi thì anh đang là học sinh
đang là học viên của trường kỹ thuật Cao Thắng, một cái tư trường đúng rất vậy. Là nổi tiếng. Đúng vậy, hồi xưa là trường đó là mỗi năm họ chỉ cho vào khoảng chừng 350 người vô thôi. À. Thì đi vào đó từ lớp 9 rồi học tới lớp 12. À, vậy là lớp 12 xong cái là xảy ra sự kiện đó và đúng. Anh đi. À, vào cái lúc anh đi là anh nói, anh nghe thấy tuyên bố của ông Dương Văn Minh. Khi trong tuyên bố đó thì nó có một cái câu là tôi bây giờ tôi tự hào tôi là người dân của nước độc lập. Vừa mới rút tiếng súng xong, không thể nói là mình chạy trốn chiến tranh được nữa. Cái lúc ấy anh vẫn quyết định ra đi. Vì sao? Hồi nhỏ tới lớn bao giờ cũng hy vọng là mơ mộng là mình sẽ đi du học. À. Thì thành ra khi có cơ hội thật, nó nghĩ là chắc mình đi du học với lại mình đi ra nước ngoài để học hỏi thêm. Thì chỉ có thế. Dạ. À, lúc ấy là nếu như ở lại thì không còn cơ hội để mà đi ra nước ngoài học nữa. Không, tại vì lúc đó mình không có nghĩ là phải chuyện đó. Mà mình chỉ còn trẻ, mình chỉ ham đi thôi. Dạ. Chứ mình không nghĩ là mình... Vào cái thời điểm đó chắc chắn anh không hình dung ra được rằng là anh ra đi và phải 45 năm sau anh mới trở về, đúng không ạ? Mình không chuẩn bị rằng là mình sẽ không gặp lại người thân trong vòng 45 năm, thậm chí nhiều hơn. Đúng không? À, dạ vâng. Thế thì cái hành trình của anh và khoảng 300 người nữa ở trên chiếc tàu đó, nó diễn ra như thế nào? Có suôn sẻ không? Thì khi ra biển đó thì bị... gần tới biển quốc tế thì bị... hải tặc của Thái Lan họ bắn vào tàu. Thì tàu nó gần chìm thì mình gặp được một chiếc xà lan ở ngoài biển đó. Thì mình đổi qua cái xà lan. Thì cái xà lan đó, đậu đó thì gặp được một chiếc tàu Đức họ đi ngang. Thì họ rớt mấy cái gia đình với lại người trẻ gia đình. Còn thanh niên thì họ để lại. Họ chỉ trên cho chiếc xà lan đó? Trên chiếc xà lan đó họ chỉ để cho mình nước với mì thôi. Thì mình chỉ lên đên trên biển. Thì một đêm nào đó mình thức dậy thì mình gặp hải quân Mỹ. Họ lên, họ rước mình. Thì họ đưa mình qua Philippines. Thì từ Philippines họ gửi mình qua Guam. Rồi từ Guam đó thì mình mới được bảo lãnh bài họ tị nạn Do Thái về nước. Là mất bao nhiêu lâu thì anh về được đến thì đi thứ tháng 4 thì khoảng chừng nửa tháng 8 mới tới nữa. Dạ. Và nói chung là nghe về các cái hành trình của người Việt Nam ra đi vào năm 75 và sau này ấy, thì chúng tôi luôn luôn cảm thấy là nó quá nhiều bất chắc, nó quá nhiều nguy hiểm. Và thậm chí là cứ đọc ấy, thì chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng là ước gì mà được thuận buồm xuôi gió. Tôi luôn luôn tự đặt mình vào vị trí của một người thân, của một người mà đi di tản rồi sau đó thì bật tin. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu như tôi có một người thân như vậy thì tôi sẽ luôn luôn hỏi rằng là không hiểu là anh ấy như thế nào, có an toàn không, có đến nơi không, làm nghề gì, có gia đình chưa, có được mạnh khỏe không. Với ba câu hỏi mà người thân quan tâm nhất, đầu tiên ông Hậu không còn theo đuổi ngành cơ khí mà... Hôm nay tôi sẽ nấu một đồ ăn của người Ý bữa ăn. Những ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ, ông Hậu sống ở thành phố New York. Có chút vốn tiếng Pháp nên ông Hậu xin được việc rửa chén trong nhà hàng Pháp. Học dần lên phụ bếp, đêm về đi học thêm tiếng Anh rồi học bếp Nhật, Pháp, Âu. 4 năm sau, ông rời sang Texas làm đồ ăn Pháp bỏ mối cho các hàng ăn. Đồ này là thường mặt 35 năm rồi nấu ăn. Cái ngày này. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Hậu với một người Mỹ đã kết thúc nhanh chóng. Khá lâu sau, hạnh phúc mới đến với ông. Bà Hà sống với ông Hậu 18 năm nay. Bà sang Mỹ đã lâu và đã về Việt Nam 3 lần. Trước khi gặp bà Hà, ông Hậu hầu như không tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Tiếng mẹ đẻ ông cũng quên nhiều. Chính bà Hà đã tập cho ông Hậu nói lại tiếng Việt. Từ mấy năm nay, bệnh viện này là nơi quen thuộc đối với ông Hậu. Ông bị phát hiện bệnh nan y, giờ cũng đã ổn định. Sức khỏe đủ để về Việt Nam, đủ tinh thần để gặp và ôm trọn những người thân sau 45 năm xa cách. Anh chị đã về đến đây rồi.
cái thú vị ở trong hồ sơ này là như chị của chị Ly nhận đến hai hồ sơ từ về trường hợp của anh Lâm Công Hậu cả. Một là từ phía anh Hậu và một là từ phía chị Hà. Dạ vâng, chị đã thế nào mà chị liên hệ với chương trình được? Chị được cô cháu ở Việt Nam đó giúp đỡ. Dạ. Chị mới nhờ cô cháu này giúp đỡ bỏ thêm một cái đơn nữa vô trong đài mà chị không ngờ là nó xem chỗ. Chị thấy anh ấy thương quá và dạ, chị gửi đơn, thậm chí chị cũng không nói lại với anh đúng không? Dạ, còn anh Hậu thì cũng vậy, tức là anh thì là sao mà anh biết đến chương trình để mà liên lạc với chương trình? Thì từ ngày gặp chị Hà đó, cô Hà này, thì bao cũng hối thúc, ba dựng hối thúc. Mình có nguồn gốc, mình có gia đình, cha mẹ, mình phải tìm cách về. Thì có một gặp giao thiệp với cộng đồng Việt Nam thì có một người cho biết là liên quan, liên hệ gì đó. Đi kiếm thì như chưa hề có cuộc chia ly, là một nơi rất là họ sẽ tìm được gia đình. Thì lúc đó mới lên Google, với lại cũng nhờ Facebook, với lại YouTube thì có vô coi rồi tự gửi thôi. Mà lúc ấy anh cũng chưa nói với chị, chắc là tại vì anh cũng đâu có tin như chị của chị Ly lắm đâu đúng không? Đừng. Dạ. Ba là từ 2016. Dạ. Và anh chưa nói với chị là anh đã gửi rồi, thì chị đã gửi thêm một bộ hồ sơ thứ hai. Và thêm anh mong muốn tìm ai vào thời điểm này? Thì bây giờ đó là nhất là mẹ của mình. Thì vì hồi xưa đó, nhớ là hồi mình còn nhỏ, nằm dưới chân mẹ mình, khi mẹ mình mái giá mà mình chỉ ôm cái chân mà mẹ mình mái, thì cái đó là không bao giờ quên trong cuộc đời. Về đây là còn gia đình, ba là Lâm Quang, rồi chị Liên, em Hiền, em Hồng, Đức và Thảo. Đó còn là... một anh nữa là anh Thành. Cái đó là quên đó, không nhớ tên. Đó, cái Thành rồi với em Thảo. Chắc trên 68. Còn một em nữa là em Bo. Còn một em Bo tóc vàng á, mà ba nhận nuôi á. Đúng. Đúng không? Dạ, đấy. Cái đó quên nói đó. Đúng. Dạ. Cái điều đặc biệt là anh chị cũng đã từng tìm nhiều rồi. Dạ. Không phải đây là 40... Dường như anh về Việt Nam là có nhiều lần dự định rồi đúng không ạ? Đúng, có nhờ nhiều người giúp nhưng mà không thành công. 1988 thì muốn về tự mình về. Như lúc đó Việt chưa Nam hết cấm vận. Chưa hết, thành ra không có làm được. Rồi hai lần nữa muốn về nhưng mà không được cơ hội, là vì việc làm rất là khó về. Và anh ấy cũng đăng báo đến 6 tháng để tìm gia đình ở cái địa chỉ cũ là 390 Minh Phụng, cũng không được. Và chị cũng nhờ rất là nhiều người đi tìm mà cũng không được. Tóm lại là nhờ công của chị đó thì hôm nay anh ở đây. Vâng, bây giờ anh sẽ nhìn thấy những cái mà 45 năm trước anh đã từng cầm trong tay. Anh nhìn kìa, ảnh gốc đây. Có phải ngôi nhà của anh không? Ngôi nhà này về sau bị cháy, gia đình mình chuyển sang nơi khác. Đúng không ạ? Anh này... không nhớ cái hình này. Đúng rồi, anh tham gia đội scout đúng không? Trương. Dạ, còn đây là cái hình quý lắm. Học cao thắng. Ai gì cái này? Đây. Ai đây? Dạ, ba má của anh ấy đấy. Nói chung nhà của anh hồi xưa thì rất là khá giả, có gọi là xưởng làm bao bì ni lông á. Nhà có hai cái xe cơ. Và tuần nào cũng đi Đồng Nai để mà tắm suối, rồi là đi Vũng Tàu để mà tắm biển mà không? Nhà mình đi tắm biển má với chị Liên. Nhỏ tóc dài mới chết chìm. Đúng rồi. Mọi người còn nhớ. Đây là cái hình của cả gia đình mình. Hiếm còn cái nào như thế đấy. Anh nhìn thấy anh ở đâu nào? Anh đang ngồi trên mũi xe nè. Đeo kính nè. Không giống.
Anh Hiền này, chị Liên này, ba má này. Đó, má bé em Bo là con nuôi mà ba đưa về. Em Thảo cũng là con nuôi. Còn em Thành đây, anh quên tên thì đây. Em Thành đây. Anh nhớ không? Cái này là chụp ở đâu ạ? Không nhớ. Đây, cũng cùng một ngày không mấy. Dạ, má này. Vâng. Vậy là 4 năm, hôm qua lúc mà ở trên taxi ấy, thì anh có nói là người quan trọng nhất đối với anh là mẹ. Anh mong muốn là tìm được mẹ. Tất nhiên là anh không dám tham vọng là gặp được 373 cao tuổi rồi. Đúng. Mà bọn em chỉ có thể đáp ứng một nửa cái mong muốn của anh thôi. Nhưng anh gặp người thân ngày hôm nay nha. Cái nơi này anh chưa bao giờ đến. Đây là bên quận 7. Anh xem nhé. Tôi rất tiếc là mẹ không đợi được. Không đợi được ngày Hậu đi về. Có lẽ mẹ linh thiêng lắm. Mẹ độ cho chị em mới được sum họp. Mẹ nhớ Hậu nhiều lắm. Mẹ nhớ nhiều lắm. Mẹ nói không biết như nào mẹ gặp được con. Tội nghiệp mẹ lắm. Anh thì cần về sớm mấy khi mẹ không? Bệnh á là năm mẹ 80 tuổi. Thì mẹ có nói vậy, con nhớ á, con thiêu mẹ đi nha, rồi con đừng có thờ mẹ mà đừng có đem vô chùa nữa, con đem tới cái mé sông nào đó con thả mẹ xuống đi cho mẹ thanh thản mẹ ra đi. Bởi vì khi mà Hậu mà nghe được cái câu này rồi đó, Hậu thương mẹ nhiều lắm. Mẹ hy sinh tất cả. Hy sinh tất cả cho mấy con. Nhưng mà mẹ đâu có đủ sức để bầm bọc hết cho đông như vậy đâu con. Không có gì. Ông Hậu đâu biết rằng chỉ 3 năm sau khi ông ra đi, gia đình tưởng vững chãi mà ba mẹ ông đã xây nên đã sụp đổ. Ba có người sau. Mẹ tuyệt vọng bỏ về quê Cần Thơ một thời gian. Bà sững sờ rời bỏ cả đức tin, cải đạo theo Thiên Chúa. Mỗi xuân Tết về thì mẹ về mẹ xuống nhà tôi á để ở ăn Tết. Mẹ nói là mong mòn mỏi là sao không thấy Hậu về. Thì mẹ nói mẹ hỏi thăm cậu Bún á, ở bên Mỹ á, thì cậu nói không biết. Tội nghiệp mẹ. Mẹ nói người ta đi người ta về. Mà tại sao thằng Hậu nó đi mà nó không về? Cậu có về 10 lần rồi nhưng nói không gặp anh lần nào. Ông Hậu nếu cô ra sức tìm gia đình ngay những năm đó thì cũng ngoại. Không tìm được. Nhà ngoại đã bán, nhà cũ sang tay cho người lạ. Phải 30 năm sau chị em ông mới tạm gọi là ổn định cuộc sống. Khi ba mẹ chia tay, chị Liên ở lại thành phố bán chuối chiên nuôi hai em Hiền và Đức. Những giấc mơ tuổi thanh xuân tan vỡ theo tổ ấm nhung lụa ngày trước. Ông Hiền trước cũng được theo học trường Cao Thắng, ngành điện dân dụng, sau làm nghề phun PU. Ông Đức mất sớm, bà Hồng lấy chồng ở Cần Thơ, còn anh Thành là út, vẫn nhớ rất rõ anh của mình. Dạ. Con thấy lúc này là ảnh học ở kỹ thuật Cao Thắng, anh Hiền. Ở Quỳnh Thúc Kháng, Quỳnh Nhất. Anh có nhận ra cô không mong gì nữa, chỉ mong sao gặp cháu cô mà. Là còn cô xa, em của bố anh ta anh đó. Cả nhà đều nghĩ có thể ông Hậu đã sang Pháp vì ông từng có một người bạn thân có quốc tịch Pháp. Cả nhà nghĩ ông học lên cao và tin rằng ông nhất định rất đẹp trai. Cả nhà nói ông Hiền có con trai có gương mặt hệt như bác Hậu. Cậu Hậu có cái một cái ý chí. Cậu có một cái ý chí là thích vươn lên. Cậu vươn lên. Ảnh ước mơ là cái đầu óc của ảnh là đi du học. Anh tin tưởng là vậy mà, bây giờ anh ráng học chứ lắm.
Lúc đó anh học giỏi, vừa học nghề mà vừa học chữ. Rồi lúc đó học tiếng Anh suốt luôn. Cho nên anh ít có nhường thường mà về nhà. Trái đất này xoay tròn như một giấc mơ. Chế không tưởng rằng chị em mình sẽ gặp lại. Nhưng mà cần thiết nhất là chế cảm ơn chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Là cảm ơn chương trình nó đã tạo điều kiện cho chị em mình đôi bờ đôi bến để gặp nhau. Ngày mùng 4 Tết là ngày tưởng niệm mẹ. Năm nay ông Hậu còn ở lại để cùng chị và các em lên cầu Phú Mỹ nhìn xuôi theo con nước ra phía biển. Mẹ sẽ biết là ông Hậu đã trở về. Thưa quý vị, vào một ngày trước thì ông Lâm Công Hậu, người ra đi đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã bay về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ Mỹ sau 45 năm xa cách. Cùng thời điểm đó thì một chuyến bay khác từ Manila, Philippines cũng vừa hạ cánh, mang theo người phụ nữ cũng đã xa quê hương được 45 năm vào tháng 4 năm 1975. Ra đón bà Lê Thị Hưng thì có hai người, không phải là người thân mà là hai người quen, tất cả những người quen mà hai bà con bà Hưng biết được tại Việt Nam cho tới lúc này. Xin được chào chị Trịnh và chị Thuận ạ. Dạ. Dạ, chương trình. Dạ, chị Trịnh có thể kể lại không ạ? Dạ, được. Em không phải là người thân của cô Hưng, nhưng mà do anh trai của em, dạ, anh Khiết, anh ấy tu ở dòng Tôi Tớ Đức Ái. Dạ. Thì cô Hưng, khi mà anh trai em qua Philippines học, được nhà dòng gửi đi học, thì cô Hưng tới nhà dòng thăm, dạ, đi trị bệnh, chữa bệnh. Thì gặp anh trai em, cô Hưng rất là mừng. Cô nói là cô xa Việt Nam lâu quá rồi, yeah, bây giờ mới gặp được anh trai em. Yeah. Thế cô bảo là cô bị lạc mất hai người em. Yeah.
giờ cô muốn tìm. Quá nóng lòng cho nên dạ, là cô vâng. và chị Rocken đã về Việt Nam hồi một lần rồi, đã về vâng. một lần rồi. Thì Tết năm ngoái cô quay về Việt Nam là hôm mùng 2 Tết, em Thanh Khiết ra đón. Thì cô lại ở khách sạn cùng với hai người Philippines nên là không có về nhà em được. Xong tới hồi cô đi taxi ở Sài Gòn thì bị giật tiền. Thế là em nghe được tin cô bị giật thế em lại quay lên em đón cô về nhà em ở một ngày. Thì đến ngày hôm sau là cô cùng với mấy người Philippines về. Dạ, nên là chị ở được của nhà em chơi có một ngày thôi ạ. Dạ, vậy là nhà chị Trịnh và dạ. một sư khiết là anh của chị Trịnh. Dạ, dạ. Những người Việt Nam đầu tiên mà cô Hương gặp sau hơn 40 năm xa quê hương mà nguyện vọng của cô đã tới được với như chị hề của cuộc chia ly. Dạ vâng, bà Lê Thị Hưng thì ra đi vào tháng 4 năm 1975. Khi đó thì bà 29 tuổi và lý do di tản là vì bà lấy chồng là một kỹ sư về dầu khí của người Philippines, lúc đó đang làm việc ở Quy Nhơn là nơi gia đình bà ở. Thấy tình hình Việt Nam sắp có biến động thì lúc đấy ông đang công tác ở Iran thì có liên lạc về và nói yêu cầu là bà Hưng đưa ngay ba người con đi ra Vũng Tàu, sau đó tìm cách đáp máy bay về Philippines là quê của ông. Dạ. Và khi mà tiễn cô ra Vũng Tàu là có ba của cô là cậu của em Quý. Dạ. Của ông ba về anh Quý. Dạ và có chú Quý. Và sau đó thì có liên lạc về nhiều năm. Ít nhất là cho đến năm chục bận thôi. Dạ. Và thư qua thư lại được một thời gian ngắn thì sau đấy thì là mất liên lạc luôn, không liên lạc lại được với gia đình nữa. Dạ. Năm 1975 tôi đi theo chồng phi tôi qua ở đây một thời gian, ông có đi làm. Xong thì tăng sông ông chết nửa thân người. Cái rồi cái ông chết thì ông bỏ tôi về mấy đứa con. Một thời gian ông bỏ tôi chưa có tiền biệt phi. Xong mấy đứa con tôi nó đi học xong cái nó chỉ cho tôi học tiếng phi, rồi tôi biết tiếng phi rồi. Cô ấy đi buôn bán nuôi mấy đứa con cho nó đi học. Xong rồi cái con trai tôi á, nó đi tàu thủy nó rớt về biển nó chết rồi, tôi buồn quá, tôi khóc, tôi bệnh quá. Nhiều người Việt Nam đi về, tôi thích quá đi về mà không có tiền. Rồi cái xong rồi, bây giờ con gái tôi nó đi học xong rồi, con gái út, nó giúp cho tôi nói với nó, con ơi con giúp cho mẹ đi, để mẹ đi về bên Việt Nam mẹ kiếm hai đứa em mẹ, tại vì mẹ nhờ em. Mẹ thương nhớ hai đứa em lắm, thương nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bà con, dòng họ. Cái tấm này, cái tấm hình này đó là cái nhà của ba tôi. Ba tôi ở hồi đó là ở ngoài Quy Nhơn. Rồi cái tấm này nữa đây, của tôi đó. Cái này ba mẹ tôi. Rồi là đứa em đó, Quý, sơ hồi còn nhỏ. Cái tấm hay này, anh Quý. Mấy đứa em tôi nó hiền lắm, nó tốt, nó không biết hút thuốc, không biết uống rượu. Tôi nói cái gì á là nó nghe. Rồi họ nó đi là đánh bóng, để đánh bóng á, nó gửi cho tôi mà nhà tôi đã ở bên nhà này nữa. Tôi nhớ mấy đứa em tôi lắm. Lâu rồi qua đây 1975. Mama, anong gusto mo pag gawin pag nakita mo na yung kapatid mo? Mẹ về bên đó là mẹ mừng lắm. Hai đứa em mẹ là mẹ ôm nó, cái mẹ hung thôi, ta hung hai đứa em. Cũng biết làm sao, 44 năm bây giờ mới thấy là mừng. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi đã liên lạc với cô Hương rất là khó khăn. Vì rằng là cô thì sống ở một mình, ở một nhà, còn hai người con lớn thì cũng ở cùng thành phố du lịch đó, nhưng mà lại ở nơi khác. Và cô thì khi mà muốn liên lạc với chúng tôi thì cô phải ra tiệm bán hàng đó để mà sử dụng internet ở đó. Và đội tìm kiếm nối thân thương thì trong trường hợp này cũng tương đối là khó khăn để mà tìm kiếm, bởi vì là gia đình của mình là đi cũng rất là nhiều cái địa bàn, rất là phân tán. Đầu tiên là mình ở Quy Nhơn này. Dạ. Sau ở cái Quy Nhơn là nơi mà mình ở lâu nhất, nhưng quê của mình thì lại là ở Phú Lộc, Huế. Dạ. Và ở Bình Dương rồi Đồng Nai, tức là những nơi mà cô có cái địa chỉ hồi xưa để gửi thư về. Vâng.
đây là người em của bà Hưng, ông Quý. Không ngờ hình như là nhìn bây giờ lớn tuổi quá trời quá đất. Chứ cũng không ngờ là chị mình còn giữ mấy tấm hình. À không ngờ, tại vì hồi đó còn gọi mới nghĩ không ngờ nó còn lại và lưu giữ lại tới giờ luôn. Giấu cũng lâu rồi. Nói chung là thường là mình người thân của cô có nhiều cái như Phật Đền á, là cái người đó Phật Đền đối diện với mình thì thấy mình nó khiếp sợ, thấy thứ hai là nghe tiếng của mình chứ thủ môn đô đó. Bây giờ nói chung là mình nhìn lại thấy nhớ lại cái thời còn phanh liệt thời huy hoàng rồi đó. Nói chung là cái điều kiện tập luyện không phải như bây giờ. Đến ngã ba Dầu Tiếng mà hỏi nhà thủ môn đô thì vẫn còn nhiều người biết, dù ông Quý đã bỏ bóng đá 20 năm nay. Bóng đá với ông Quý là năng khiếu, tham gia giải phong trào từ thời 1974 khi còn ở Quy Nhơn. Sau ngày thống nhất, được mời về đá cho đội tuyển công an Nghĩa Bình, rồi công an Lâm Đồng, về Đồng Nai đá cho đội thanh niên thống nhất. Sau cùng về bắt cho đội cao su Dầu Tiếng lừng lẫy một thời. Vào đây là nếu mà lên Dầu Tiếng này á là năm 1900 cuối năm 1984. Khi hết tuổi chơi bóng, ông đã không kịp học một nghề nào khác. Ông làm nghề nề, nghề mà ông học lỏm được khi quan sát thợ xây công trình ở sân bóng. Khi như chưa hề có cuộc chia ly tìm đến thì ông đang nghỉ ở nhà để tự xây thêm nhà bếp và làm thêm một căn phòng trọ cho công nhân thuê. Ông Quý luôn nói rằng nhà chỉ có ba chị em, chị thương gia đình lắm, nên nếu không vì chồng con thì bà Hưng đã chẳng ra đi. Bà Hưng bán căng tin ở Quy Nhơn, gặp kỹ sư đường ống dẫn dầu Philippines. Bà có biết vài câu tiếng Anh, ông học chục câu tiếng Việt. Nhưng được cái là ông rất thương yêu vợ con và kính trọng cha mẹ vợ. Sau khi bà Hưng rời quê ra đi, người cha dẫn gia đình đi kinh tế mới ở Đồng Nai rồi tìm về Dầu Tiếng. Cụ Xá làm công quả ở tỉnh thất này cho đến ngày mất năm 1985. Lúc đó, ông Quý vẫn viết thư sang báo tin cho chị theo địa chỉ ở thủ đô Manila mà bây giờ ông vẫn còn nhớ như in. Nhưng thư đã bị trả lại. Thêm vài lần gửi thư nữa, ông Quý đành chấp nhận là mất liên lạc với chị Hưng rồi. Dùng nhau bảo là ông chết rồi đó. Vâng, cô có biết là vì sao mà thư lại thất lạc như vậy không? Bởi vì là gia đình của mình là đi sau khi ở lúc đấy là ở Quy Nhơn, sau đó vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là đi Đồng Nai, rồi lại lên Dầu Tiếng và đi khá nhiều nơi. Tại em cô nó đổi sang chỗ nọ rồi cô cũng đổi nữa, thành tên mất kia là cô đã ở Manila, sau đó cô lại chuyển sang thành phố về Bicol. Dạ. Đi đổi thành đi nó mất liên lạc sự đó. Ông suy nghĩ nhiều, đoán xem những gì xảy ra với chị mình. Anh chị nghèo, đông con vất vả, chị lại không biết tiếng bên đó, vân vân. Nhưng dám chắc là ông không thể nghĩ chị của ông đã tự sống và tự nuôi các con chật vật đến như thế nào. Cũng vậy, chị ông không thể đoán những chuyện xảy ra với gia đình. Em xỉu mất sớm, sau đó 2 năm mẹ cũng mất, vào năm 2013. Gia đình của bà Hưng thật là một gia đình neo người. Ông Quý quá bộ từ lâu, con trai duy nhất của ông hiện là công nhân công ty cao su Dầu Tiếng. Ông xỉu cũng để lại một người con gái. Như vậy là bà Hưng có hai người cháu ruột mà hôm nay bà sẽ lần đầu được biết. Ông Quý được như chị hề của cô Chi Ly tìm ra và báo tin. Ông còn không dám tin ngay là sắp được gặp chị. Bất cứ một cuộc ly tán nào cũng không có lý. Khi ly tán đến 45 năm rồi thì ông Quý nghĩ làm sao còn có thể gặp lại. Nhất là khi không may xảy ra quá nhiều thì điều kỳ diệu là được gặp lại người chị duy nhất liệu có quá khó tin không? Khi mà chú được nghe cái tin là chị mình về thiền rồi, lúc đó chú làm sao? Nói chung mà mình hồi ơi, mình nói cái này sao kỳ cục, mình nói sao hồi là bạn một cái về không? Về sắp sớm mà bây giờ sống là bà vui vậy không? Bà hay nhắc rồi.
bà mà gọi thương bà chị nhiều lắm. Bà hay nhắc nhắc nè. Nói chung là bà ăn cơm là bà nhắc à. Thì lâu lâu rồi bà nhắc rồi luôn, muốn tới gần Tết rồi. Lúc nào cũng tưởng rằng cô được che chở, cô được yên tâm đấy cháu. Hiếp nhiều lắm, bắt quỳ thôi. Dạ, bây giờ mình làm lại tất cả. Vâng, chúc mừng gia đình mình ạ. Cảm ơn. Thì cũng đã xa quê hương 45 năm rồi và tới bây giờ cô vẫn đang rất là xúc động và có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với chú Quý. Dạ, xin được chúc mừng gia đình mình có một sự khởi đầu năm mới thật là tốt đẹp. Cảm ơn. Mà cái dây này, ngồi cái dây này, cô không biết không? Cảm ơn những người thực hiện chương trình. Quý vị, năm 2019, DJ Hài Cốt Cuộc Chơi Ly đã có mặt ở trên 30 tỉnh thành trên toàn quốc.
Có tỉnh đi đến 4-5 huyện khác nhau và mỗi huyện cũng không chỉ đi là có một xã thôi. Trong số các tỉnh thành thì Quảng Nam là nơi mà Duy chưa hề có cuộc chia ly, đã tới nhiều lần nhất trong các cuộc tìm kiếm và tác thành hội ngộ. Hầu như không có tuần nào chúng tôi lại không liên hệ về Quảng Nam. Khi thì liên hệ với những người Quảng Nam đăng ký tìm kiếm thân nhân, khi thì tìm kiếm, lúc lại gọi để hỏi thăm một địa danh, một sự kiện, một chi tiết để so sánh xác minh. Các điểm dịch vụ trong số 160 điểm bưu điện văn hóa xã tại Quảng Nam cũng là nơi Như chưa hề có cuộc chia ly thường xuyên liên hệ. Với nghiệp vụ định danh gắn liền địa chỉ bưu chính, các cán bộ bưu điện Việt Nam thường nhanh chóng trả lời được những câu hỏi của chúng tôi, đồng thời còn cho biết thêm về đặc điểm vùng miền, sự thay đổi về địa bàn, địa danh. Năm 2019, đội tìm kiếm và các biên tập viên truyền hình Nối Thân Thương đã tiến hành 5 chuyến công tác dài ngày tại tỉnh Quảng Nam. Nói chung là ở đây cứ biết nhau hết, gọi điện là con ơi tới nhà bà Sáu, bà Bảy gì đó là biết chỗ để tới luôn. Dạ, anh nhờ chị Siên để đưa chị tới nhà chú Phụng. Đã có 8 cuộc tìm ra mà người thất lạc hay cả đại gia đình được tìm kiếm đang sinh sống tại Quảng Nam. Còn một vài trường hợp chỉ còn tìm được quê, người thân thì không còn hoặc đã đi nơi khác. Chú Phụng đúng không ạ? Hầu hết những trường hợp mà chúng tôi tiếp cận đều ly tán vì chiến tranh. Thời gian ly tán kéo dài từ lúc chống Pháp cho đến ngày đất nước thống nhất. Quá trình kết nối đã được đẩy nhanh nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ bưu điện. Trả đi không cô vậy? Nhà mình là mấy anh chị về hết chưa đủ rồi, chưa đủ. Có như nhà mình mới xây. Nhà này cũng có là được sửa lại thôi chứ đâu. Chưa nhờ cũ. Như đó cũng y ra cái mà gỗ đó cũng để y lại đó đó. Chị ân lá, chị ân pha thiết đi tìm cho lùa rom chú mới về. Cô là nó cô tốn tuổi nghe lục láng không gì. Dạ. Đây là thôn Mỹ Liên 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Dòng họ Nguyễn ở đây thất lạc một người. Ông Nguyễn Bảy rời quê đi lính tận Cà Mau, rồi sau năm 75 không còn tin tức gì nữa. Đứa nào hơi vàng chứ không đứa mùi già nữa. Bà ấy, ông La. Thì như thờ ông nậu thì sinh được ông già là thứ năm. Chú bà chỉ có hai người con trai. Còn mấy cô thôi, hiện tại là mấy cô cũng đã mất hết rồi. Nhưng mà còn chú thì nghe nói chú cũng có mấy người con. Được qua đứa em gớ, một đứa em trơ, ông nói là Lập Bình Thủy Câu. Năm thế hệ đã sinh ra và lớn lên dưới mái nhà này. Năm 1955, trong gian nhà nát ở đây chỉ có 3 anh em, ông Chơi, bà Sáu và ông Bảy. 2 anh em trai bị bắt lính, ông Chơi được giữ lại làm lính địa phương, còn ông Bảy bị đưa đi xa. Tới trận lụt năm Thìn, ông Bảy về quê xem anh chị sống chết ra sao. Sau này còn thư từ về Cà Mau được đến năm 75 thì bật tin. Đêm thì ngủ cũng được, thấy họ cua tivi rồi họ tìm được gia đình họ của mình, tìm được thấy cũng buồn. Không có chú có thím thì còn được mấy đứa em. Giờ đây, ông Chơi, bà Sáu đều đã khuất núi. Nhà thờ họ Nguyễn ở Đại Nghĩa lâu lâu mới mở cửa thắp hương một lần. Cuộc sống quê hương vẫn đều đều chậm chậm. Nhưng với 9 người con của ông Chơi, nỗi mong ngóng người em út mà ba và cô Sáu để lại vẫn nóng bỏng. Dù là khi chú đi lính, ba và chú đều chưa lập gia đình. Kỷ niệm với chú chỉ là một lần ngắn ngủi được gặp ở quê vào năm Thìn sau trận lụt ấy. Tính đến nay cũng đã 56 năm rồi. Thế các cô chú là 56 năm rồi, những người lớn trong họ cũng không còn nữa. Vậy thì vì sao các cô chú vẫn tha thiết, kiên quyết nhờ Như chế hệ của cuộc chia ly tìm kiếm người chú mà nó, chưa gặp mà? Nó là cô cộng với ông già cộng là cũng hay nhắc nhở mà hồi nãy cô cũng được tốn tuổi rồi. Chú gì là cô mới dành chú là bữa câu này là ngủ trên cái thùng, cái rương, hồi nãy cái rương. Cái chú cứ kêu thâu công xuống tiếng ngủ bữa...
bơ cho ai đây để tôi mời con ngủ với chú. Dạ. Nhớ chú là chú về là hồi nó mình tốn tuổi mà mình nhớ hết. Bò dạ. Lẫn trâu cũng lục hết. Không dạ. Về thử rồi cháy rồi sống rồi cái tới Nam mà xá tốm là nghe bị tơ nọn. Cái bò dò với lợi cô cũng có gỡ dồn cho cái hồi nó tới trời là biệt tâm luôn. Dạ, biệt tâm biệt nhưng mà tâm vẫn mong là được gặp mong lại chú. Mong gặp lại, ô ước gặp lại chú dạ. Ngày mà có cháy cũng sướng. Dạ, mà bây giờ không gặp được chú thì gặp lại các con của chú. Gặp con cũng vui chú nữa. Cũng được. Dạ, máu mũ của mình mà. Máu mũ rụt dạ. Thịt của mình gặp con hiểu mấy em cũng được. Dạ, dạ, con hiểu. Ước nguyện của ba thì thế đi vào ngoài và có lần ba đòi bán nhà luôn và dẫn tương đi vào ngoài. Mà lúc ba nghĩ suy nghĩ bán nhà rồi thì không có chỗ ở. Rồi nó mới kêu ba thôi để từ từ đi. Rồi mình là làm kiếm tiền mình đi tìm về bên nội. Mà tới lúc ba chết luôn thì cũng chưa đi được. Tha thiết về quê đến thế mà cuối cùng ông Bảy cũng không thể trở lại quê hương một lần trước khi mất. Hòa Bình trở về làm dân thường, ông làm nghề nấu dầu chai để quét thuyền, nuôi 6 người con. Hồi xưa là ba sống nghề đâm chai này, đâm chai nấu chai chép ba xuồng này, xuồng ghe này là. Ông Bảy vẫn cố bám nghề, cái nghề duy nhất mà ông được biết cho đến tận cuối đời. Dù người ta đã chuyển dần sang dán keo vỏ thuyền. Ông mất năm 1992. Hồi đó nghe ba kể lại là đi vô đây mà năm ba mới có 18-19 tuổi rồi thôi. Là vô đây rồi mới gặp mẹ trong này. Rồi mới là cưới mẹ xong trong này. Rồi cũng sinh sống tại Cà Mau luôn rồi đẻ ra là mấy chị em. Rồi ba là Nguyễn Bảy, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bảy giờ đó ba đẻ chị gái, ba đặt tên Lộc. Ba không sao quên đó, ông đặt cho nhớ đó. Năm 74 thì Dưỡng Sáu có vô thăm một lần. Hồi đó mới 8-9 tuổi thôi, nhỏ quá, không hình dung được gương mặt nữa. Nhưng mà chỉ nhớ là Dưỡng Sáu là cục cánh tay phải thôi. Ba kể là coi như là ở ngoài quê ba đó, ăn là hay độn, khoai lang, cao lương, có độn, rau muống nữa. Ba nói ngoài quê ví dụ như là lũ lụt, ở trong này cơm trắng, trong này mình không có độn. Lên mâm cơm ăn là ba nhắc à. Bây giờ mình mơ ước được một lần mình về đó rồi. Nắm tay bác Năm, nắm tay cô Sáu, nắm tay Dường Sáu để một lần mà mình được bắt tay với người thân của mình thôi. Mấy anh mấy chị ở ngoài thì như mình cũng phải về mình đâu không biết nữa, dòng họ của mình mà. Thôi mình đi đây nào. Chị Lộc. Đây. Các chị đây. Người thân 45 năm. Vâng, chúng như chia sẻ của cô Chili thì có những cái niềm tự hào nho nhỏ. Chúng tôi góp được một số những cuộc đoàn tụ cho những người Việt Nam. Bởi vì là
đất lạ thì có thể trở thành quê hương, nhưng mà quê hương thì không bao giờ, không thể nào có thể trở thành đất lạ được. Và có giống như là sinh ra là chúng ta có quê hương rồi, sinh ra chúng ta đã có một mẹ rồi. Chúng tôi đã giúp để đến 20 trường hợp ạ, các anh chị mà ở nước ngoài tìm về được đến quê hương. Họ cũng ra đi từ quãng độ 5-7 năm, và hôm nay là có cô Hưng, hôm nay là có anh Hậu. Vâng, xin chúc mừng các gia đình ạ. Thưa quý vị có thể theo dõi và lan tỏa thông tin về những chị hề có cuộc chia ly thông qua kênh YouTube Những Chị Hề Có Cuộc Chia Ly Official, share cho bạn bè, người quen và các nhóm tham gia, và tất nhiên là đăng ký kênh, tức là subscribe để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Những Chị Hề Cuộc Chia Ly số 131 Luôn Có Một Nơi Để Trở Về sẽ phát lại trên sóng VTV9 là vào lúc khung giờ này vào chiều Chủ Nhật 2 tuần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.